Người tu hành mình phải biết nuôi dưỡng cái tâm, phải nuôi dưỡng cái tâm giải thoát cho nó mạnh, phải nuôi dưỡng cái tâm. Nhớ cái tâm an lạc là cực kỳ quan trọng của con người chúng ta. Đừng có mang cái tâm buồn giận, không vừa lòng, không vừa ý. Chỉ cần mình sống trong ngôi tam bảo hay sống bất cứ một vị trí nào mà mang một cái tâm không vừa lòng, không vừa ý, đố mọi vị sống nổi. Đố mọi vị sống nổi luôn. Nên những đức nói, như công việc của những đức hay hòa thượng, ai cũng có sự trở ngại. Không lẽ không tu, không lẽ để mình buồn? Mình buồn là mình khổ. Người ta có quyền gầy mình, người ta có quyền nói mình. Mình có quyền đừng buồn giận, mình có quyền lắng nghe để học tập. Công việc làm là phải làm, nhưng phải dưỡng cái tâm của mình an lạc. Chứ đừng có công việc nhiều làm mà cuối cùng mình sanh phiền não. Tại vì mục tiêu mình đi tu không phải chỗ đó. Mục tiêu mình đi tu đâu phải cái chỗ phiền não đó đâu. Nếu như mà mình chọn mục tiêu đi tu là phiền não thì mình phiền não đi. Mà mục tiêu mình đi tu là để giải thoát. Thì cái tâm của người mình phải nuôi dưỡng được cái tâm an lạc. Mà mình nuôi dưỡng được cái tâm an lạc, cái phước duyên mình rất là lớn. Cái phước duyên rất là lớn luôn. Tại vì thế giới cực lạc, an lạc. Mà mình ở cái cõi này mình niệm Phật là mình có an lạc. Mình chưa có gì cực lạc, nhưng mà mình phải có an lạc. Thí dụ như vị trí bên nấu ăn bên đây, vị trí cô Châu thì vị trí nấu ăn ít người. Như cô Liên Thanh lúc trước cũng ít, mới lên thì mới tăng thêm một số đứa nữa. Chứ cô Liên Thanh lâu ghê mà có mấy người đâu. Đâu có mấy người làm chứ nhóm cô Thanh đâu. Lên bờ xuống ruộng cực quá trời. Mà cô mới đây là cũng được một số người bên cạnh cô, như Đức thấy được được rồi đó. Nhưng mà còn ít. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn, mình hết lòng, vui vẻ, quan hỷ phục vụ Tam Bảo. Thì lúc đó đó, Phật Bồ Tát mới cử người lợi. Tại vì sao? Thử mình coi cái sự kiên nhẫn mình sao. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dạy, ông chờ muốn giao phó một công việc thế gian cho một người quan trọng, đã làm cho người này lên bờ xuống ruộng, bệnh đau, dập xương dập mình, đơn chi, rồi mới giao phó công việc. Bây giờ mình làm một công việc vậy phải khảo đảo mình chứ. Ban đầu ít người làm, có khi người ta không chung tay. Thí dụ mình phải cực lực, nhiệt tình hết mình. Như ban đầu nhà Đức mới xuống hộ pháp thấy chưa, mấy anh em đây thôi, còn một số anh em bỏ đi chứ, già đồ không, không có một cô trẻ nào hết chứ để phụ luôn. Mấy chú phải vô nấu ăn hết. Nội bộ mới xuống đó, mấy anh em làm được đi mất tiêu hết chưa. Còn vài anh em ở lại cùng nấu ăn rồi tùm lum chuyện. Không kiên nhẫn làm sao có ngày hôm nay. Không kiên nhẫn làm sao có ngày hôm nay. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một công việc, mỗi một khâu con người mình nó phải biết rằng thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Mà khi những thử thách mà vượt qua rồi, con người mình sẽ trưởng thành dữ lắm. Và tự nhiên mình có sự tự tin vô cùng đối với tất cả các công việc luôn. Vì mình được thử thách rồi. Mình được sự thử thách rồi. Bây giờ tất cả các anh em đi, mình làm việc mà mình có tổ chức, sau này mấy anh em làm lãnh đạo sẽ hiểu. Sẽ hiểu liền. Còn mình làm việc mà thiếu tổ chức, cả đời mấy anh em cũng không có cơ hội. Không bao giờ đời đạo gì cũng không thành công. Vì mình làm việc phá tổ chức. Đã là người phá tổ chức là không bao giờ đứng đầu, không bao giờ được người ta tiếp nhận đâu, 100% luôn. Con người làm việc chỉ có hòa nhập cùng tổ chức thôi, nó phải theo sự sắp xếp của người lãnh đạo thì nó mới thành công được. Nên từ nơi đó nhớ là kỹ là nuôi cái tâm giải thoát là quan trọng dữ lắm. Nuôi cái tâm giải thoát là cực kỳ quan trọng luôn. Mà cái tâm giải thoát là cái tâm an vui á. Gương mặt tươi vui nhìn mình là biết liền à. Mà con người mà vui vẻ rồi mình càng ngày càng tu càng dễ tính. Còn con người mà khó khăn càng ngày càng nặng nề. Nó nặng nề rồi nó hiện tướng nặng nề luôn. Nó câu mâu. Câu mâu là gì? Là câu mỏ. Câu mâu là câu mỏ. Câu mỏ là sao? Chứ không phải câu mỏ với ai đâu. No. Câu mâu là bây giờ mình mới vô như nhận đức. Bây giờ vừa qua đạo tràng bên đây cái bước xuống xe cái câu mâu. Rồi bắt đầu khó chịu nữa. Bắt đầu là hai găng cối ở trong ngậm lại, mắt tròng trắng lòi ra. Đi một cái thôi coi, đi đến đâu mấy bà già bà sợ, bà tính đỡ chào mình đó, mà gặp mặt mình cái tránh vô khác liền. Tại nhìn cái mặt mình thấy ghê quá, đúng không? Ví dụ như có những người
Không có những người mình đang bực bội, tự nhiên mình ngồi nói chuyện với ai, mình ngồi làm nè. Giật giật đấy không? Hai gan cối nó quậu lại nhau, giật 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 đây nè. Là đang bực tức cái gì không xả được. Đó 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 đó, cái tâm đó ghê lắm. Mà cái tâm đó nó đốt sạch phước báo của mình luôn đó. Nhớ nghe, phải cẩn thận đó. Dù cho không ai phụ mình chăng nữa, mình cứ làm hết mình đi. Ôi, mình con người phàm phu còn có cái tâm đó, Phật Bồ Tát bỏ mình không có đâu. Những đức tin 100% Phật Bồ Tát không có bỏ mình. Mười mấy năm nay những đức đi tu gặp bao nhiêu sự thăng trầm, gặp bao nhiêu sự thử thách, gặp bao nhiêu sự khảo đạo, có bỏ đâu. Mỗi lần một sự thử thách, một sự khảo đạo là điều tăng cảnh giới tu không. 100% Hòa Thượng ngày xưa cũng giảng, Hòa Thượng không cũng giảng luôn. Tôi cả đời đi tu toàn là gặp trở ngại. Mỗi lần trở ngại là mỗi thằng lần tăng cảnh giới. Nên tôi giết rồi tôi cảm thấy cảm ơn những người khiển trách ta, cảm ơn những người chăm thọt ta. Rõ ràng luôn. Từ từ đi. Mấy anh em mà gặp thử thách, gặp khảo đảo đi. Mà có tu, có phước rồi nó mới khảo đảo mình. Giống như mình có phước, con nợ nó mới đến đòi. Thì lúc đó mấy anh em sẽ thấy à. Rồi sau này từ từ mấy anh em sẽ thấy cảm ơn. Cái tâm cảm ơn sanh liền. Vì sao? À trời ơi, mừng quá. Thì ra là mỗi lần bị cái này cái kia là tăng cảnh giới tu không à. Vậy thì muốn tăng cảnh giới tu là phải bị gặp thử thách. Thử thách mới tăng cảnh giới tu đó. Nên các ngài tu giết rồi các ngài nói ô thử thách mừng. Thử thách là tăng cảnh giới tu. Nên muốn tăng cảnh giới tu thì phải chịu thử thách. Nhớ. Trong đạo thì thử theo trong đạo. Mà ở gia đình thì thử theo gia đình. Đoàn thể thì thử theo đoàn thể. Buôn bán thì thử theo buôn bán. Mỗi người đều có sự thử thách. Đều có sự thử thách hết. Bây giờ mình nghe pháp, mình tu, mình muốn cầu sanh cực lạc. Đùng cái con mình nó ngã ngang nó bệnh. Nó không có tu gì, nó ngã ngang nó bệnh. Lăn. Đi khám, bị não. Đi khám, bị tai biến. Rồi, mình đang niệm Phật, mình đang tu gì, mình làm thành thiện. Con mình tự nhiên gì? Sao chịu nổi đây? Đó, đó, đó. Coi cái tâm mình sao? Như năm xưa, cái ông này ông nghe pháp Ấn Độ. Ông niệm Phật cầu sanh cực lạc quá trời luôn. Cái tâm ông mạnh, quá trời mạnh luôn. Xong tự nhiên nhà ông đang ngủ nửa đêm, nhà ông đi đâu ở nhà ông bốc cháy. Vợ con gia đình của cải thiêu sạch hết luôn. Mất hết của cải, gia đình chết hết. Chết hết luôn. Ông chịu hết nổi rồi. Ông bấn loạn tâm trí, ông lúc điên lúc tỉnh. Ấn Độ ghi một lá thư gửi cho ông. Này cư sĩ, mỗi ngày cư sĩ nghe pháp tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hôm nay với những sự khảo đảo này, cư sĩ phải nhớ đến với cái cuộc đời này. Duyên hợp duyên tan, bèo hợp bèo tan. Con người duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Đến với con người trong cuộc đời mình, thuận duyên và nghịch duyên, dài và ngắn, theo nhân duyên đó mà gặp nhau. Bây giờ đến lúc mình với họ phải xa nhau, nhưng đó là tạm thời xa nhau thôi cư sĩ. Nếu như cư sĩ bấn loạn tâm trí về cái việc duyên hợp duyên tan này, thì cái tâm cư sĩ không còn cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa. Cư sĩ hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu muốn biết họ đang ở đâu thì phải thành tâm tỉnh trí lại để niệm Phật, để cầu sanh cực lạc. Vì cực lạc rồi mới biết họ ở đâu. Rõ ràng không? Mình đang tu hành tốt, gia đình mình nó khảo đảo đủ cách. Nó không khảo đảo được gia đình thì nó khảo đảo chỗ khác. Nó khảo đảo cách này, cách kia, cách nọ. Đủ cách để khảo đảo, để rèn mình. Mà cách khảo đảo để làm gì? Để bào mòn gai gốc. Nhớ, một con người mà đụng những sự phiền não mà không phiền não là an lạc. Có nghĩa là phiền não là cách gì? Là cách gọt gai, gọt gai, gọt gai. Nên khi sanh phiền não, rồi hết phiền não là tăng cảnh giới. Buồn phiền, hết buồn phiền là an vui. Thường là nguyên lý nó là như vậy đó. Buồn phiền mà hết buồn phiền là an vui. Phiền não, hết phiền não là an lạc. Nên tất cả những cái phiền não và cái buồn phiền đừng có sợ. Chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu thì nó sẽ hoàn toàn tốt. Hoàn toàn tốt. 100% luôn. Nếu tu hành mà nắm được cái này thì quý vị không có sợ phiền não, không có sợ trở ngại. Và hãy nói với mình, chỉ có cái mạng thôi. Tôi chỉ có cái mạng thôi. Bây giờ đem cái mạng này để lên bàn một cái cúp rồi đó. Cái mạng này muốn cắt như thế nào cũng được, xử lý sao cũng được. Chỉ có cái mạng này thôi, không còn cái gì nữa cả. Như vậy thì chúng ta không còn một cái gì để mất mát nữa. Mạng mà còn cược rồi, vậy thì còn cái gì của mình nữa? Còn có cái mạng thôi. Đi tu chúng ta có cái mạng thôi.
rồi cái mạng này phục vụ chúng sanh. Con nguyện đem cái mạng này cúng dường Tam Bảo, hoàn toàn cái mạng này của Tam Bảo, con chỉ sử dụng nó để làm việc cho Tam Bảo. Được mắt thành bại, đó là nhân duyên. Con hoàn toàn nuôi cái tâm giải thoát, vậy tức khắc mình có sự an lạc liền. Nhớ không có sợ cần khổ gì nữa chứ, thấy không? Cái đứa bé 11 tuổi nó làm được con đường cuối đời giảng sách, nó làm được gì sao mình làm không được? Đứa bé 11 tuổi mà nó làm được, lấy các cụ già đây không được. Các cụ cố gắng đi, các cụ hãy nhớ cái chỗ mà khi cặn tử nghiệp mà Phật A Di Đà ngày cầm đài sen xuống các cụ, rồi các cụ từ từ bước lên đài sen. Rồi những người mà bị chồng bỏ, vợ bỏ đó, mình cứ nghĩ một ngày nào Phật A Di Đà đem đài sen đến mình, từ từ bước lên đài sen. Mình nghĩ vậy là mình vui à. Đó, nghĩ vậy là vui liền. Có một cái cô nọ, lúc mà chồng cô mới bỏ, cô bắn loạn tâm trí, cô đến chùa mình nghe, mà tâm trạng cô tóc tai bùm sùm, phủ xuống không chảy. Mình nói trời ơi cô đi vô chùa mà cô làm cái này sẽ giống ma quá, thấy ghê quá. Thôi kệ, buồn gì buồn, mà cô vô đây cô cố gắng, cô chảy tóc tụi lên. Mình nói con không muốn gì nữa hết, con không muốn gì nữa hết, thầy đừng khuyên con. Nói trời ơi, mà vô chùa mà kêu không phiên, tôi coi chùa ở đây mà kêu không phiên bà là sao? Thầy nói nữa đi. Nói nữa đi là sao? Vậy đó mà những cái buổi giảng bà nghe, bữa nay bà chảy đầu bóng ngờ luôn. Chảy đầu bóng ngờ luôn. Nhìn đứa hỏi, ủa bữa nay chảy đầu bóng quá ngon quá. Bà nói con hiểu rồi thầy. Thì ra tất cả cái khổ là do tại mình. Còn bây giờ duyên hết thì người ta xa mình, mà mình lại muốn lôi kéo lại nên mình khổ. Bây giờ con hiểu rồi, con không có khổ nữa, con nghe lời thầy, con vui, nên bữa nay con chảy đầu bóng ngờ. Bà còn hỏi thầy có cây kẹp không? Nói trời ơi, ta đi tu đầu chọc lóc mà hỏi có cây kẹp gì trời. Nói cây kẹp chi? Dạ con kẹp tóc lên để thành tóc đuôi gà đó. Bộ còn gọn đuôi gà chứ vô chùa mà ai đâu nhìn mà tóc đuôi gà bà ô. Thấy không? Thấy chưa? Khi con người ta vui phấn chấn lên liền, mặt tươi rói luôn nghe. Mà bị hởm mới vô giống như con ma vậy. Giống như cái câu hát mà nói là cuộc đời này không có anh như bầu trời sụp đổ. Khi thấy chưa? Kinh chưa? Giống như mình nghĩ cái đó là đặc biệt nhất, nó là số 1, nhờ họ mình mới vui. Không có đâu. Sai rồi. Không có họ mình vẫn vui như bình thường. Hôm nay có anh bầu trời vẫn sáng, ngày mai không anh trời vẫn sáng như thường. Chưa? Phải như vậy mà sống. Chứ đừng có nói rằng là không có là bầu trời sụp đổ. Phải quá. Thấy không? Chúng ta phải sống làm sao cho đặc biệt chứ. Thì bị nghe gì không? Nhiều người mà người ta mà buồn, người ta nghe câu này cái thôi, cảnh tính cuộc đời liền. Cuộc đời có niềm vui là cuộc đời có hy vọng. Cuộc đời không có niềm vui thì hy vọng đã mất rồi. Đó, những con người phải sống có niềm vui nghe. Có niềm vui là có tất cả. Bây giờ chùa mình đông gì mà cơm ăn áo bạn đầy đủ lên, từ đâu vui? Người ta thấy vui mà vui nó mới mở tâm. Quý vị để ý đi, khi mình vui ai xin mình cái gì cũng được. Nên mình muốn xin cái gì thì phải coi người ta vui. Công nhận không? Thí dụ như mình chạy lại, mình muốn xin cái gì, mình thấy người ta đang bực, mình né liền, đừng xin. Người ta hỏi mình có gì không, mình nói dạ không. Hiểu không? Tại vì họ đang bực bội mà xin bậy bạ, không cho mà còn chửi mình nữa. Mình nói xui gì, tại mình không biết nhìn hoàn cảnh, không biết nhìn thời tiết. Hiểu không? Mình không có biết đón được. Đài người ta kêu ngày nay có mưa rào. Nhớ là mình phải biết con người, có lúc thì mưa rào, có lúc mưa lớn, có lúc thì bão. Thí dụ như mưa rào nhẹ nhẹ thì mình có thể xin được, còn mưa lớn thì họ tuyệt đối. Còn này mình nhào vô bão nó dập mình te tua luôn, không cho mà nó còn chữ. Nên con người khi bực bội là tâm lượng khép lại hẹp hòi, con người khi vui vẻ là tâm lượng mở rộng ra, mà con người vui vẻ là trí tuệ phát sinh. Nên mình giúp cho Phật tử, người ta về chùa, người ta vui vẻ, người ta nghe pháp an lạc,
thì người ta mới biết phát tâm cúng dường. Phải không? Rõ ràng luôn, 100% luôn. Có một cô này, cô lại chùa, cô nói một câu này nè: con nói thật với thầy, con ngày xưa giờ đi chùa rất nhiều lần, nhưng mà đi đến chùa con nói thiệt với thầy, con nghĩ từ xưa giờ Phật xài tiền lẻ. Nói, Phật ăn sao cũng được nên xài tiền lẻ, tiền chẳng để con xài. Nên thầy biết rằng đi đến chùa là 5.000, bữa nào 15 mới được 10.000. Bình thường là 5.000, 15 là gầm lớn mới được 10.000. Như vậy mà con đi đến chùa thầy rẹt 500. 500.000 chứ mấy 500 đồng đâu, đừng. Ghê chưa? Nó bà nói con hiểu rồi, thì ra thầy giảng pháp con vui. Con vui rồi, con tự nhiên trong lòng con muốn có cái gì tốt đẹp nhất con cúng dường cho chùa hết. Đó. Người ta nói cho mình nghe mà. Tao nói là ta vui là cái gì tốt đẹp nhất ta muốn cúng cho chùa hết chứ. Lo cho người ta bình an, lo cho người ta vui là người ta xả sạch. Đó, thấy chưa? Nên người ta mà buồn là tâm nhỏ lên liền à. Nên con người mình bực bội khó chịu là tâm lượng mình nhỏ lại. Còn con người mình khi mà khoan dung là tâm lượng lớn ra. Mà tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Con người mà tâm lượng lớn là khoan dung, là tâm lượng mình lớn, phước báo mình sẽ rất là lớn. Nên mình đừng có co thắt cái tâm lại. Cái tâm mà không vừa lòng, không vừa ý, cái tâm mà đi chăm chích người ta, cái tâm mà thấy người ta hơn mình là không vui. Cái tâm này nó rất là nhỏ. Những cái gì người ta thành công được mà lợi ích cho mọi người, mình nên hướng theo chiều gió đó, mình cũng có phước. Mình nghịch gió làm chi hả? Đó, nên hiểu cái nguyên lý này. Thì ở trong ngôi Tam Bảo, ai làm được tốt, làm được mình hỗ trợ hết mình chung tay. Vậy thì cái tâm mình nó phước lớn dữ lắm. Đại chúng trong chùa phải nhớ, đó là dưỡng được cái tâm giải thoát đó quý vị. Dưỡng được tâm giải thoát. Còn các cụ mà sống trong phòng mà 5-6 chị em là duyên các cụ ư? Nhớ nghe ư? À, 5-6 chị em sống với nhau thì trong nhà mà 2-3 đứa con, còn có đứa này đứa kia, không chi là 6 chị em là 6 quê hương. Chứ đâu phải anh em ruột, chị em ruột đâu. Làm gì mà suôn sẻ hết các cụ. Bây giờ các cụ nói bà này khó quá, ở chung phòng bà này khó quá, thầy ơi chuyển con chỗ khác. Có cái bà kia, bà chuyển vô chùa, bà chuyển bao nhiêu lần biết không? 10 lần. Bà nói rõ ràng cho Nhân Đức nghe luôn. Lần đầu con sống cái phòng này bà đã khó, nhưng chưa đến nỗi khó mấy. Bà khó cái gì? Bà vừa khó tính, bằng đêm bà ngủ bà ngái. Xong con xin thầy chuyển chỗ cho con. Con lỡ chỗ kia gặp hai bà khó, có một bà ngái, ngái lớn hơn bà kia. Ghê chưa? Là hai keo rồi đó, là giữ, nó nâng cấp rồi. Con không chịu không nổi, con lần thứ ba con xin chuyển vòng nữa. Con chuyển nữa, cuối cùng con lỡ con gặp ba bà hung dữ, hai bà ngái. Mà hai bà ngái đó bà nằm hai đầu, một giường này bà này, một giường này bà này, con chướng giữa. Con trong khi hai lần kia là con nằm ở khía cạnh, cái bà ngái nằm ở tuốt đằng kia. Mà lần này, lần thứ ba là hai bà nằm cặp hai bên ngái. Còn mấy bà khó thì bao dây con luôn. Cuối cùng con nằm chướng giữa là 3 lần. Mà từ đó cứ tăng lên là phòng hoàn toàn người khó khăn không. Rồi cuối cùng con không ở trong phòng 6 người, con vô ngay chỗ tập thể. Vô chỗ tập thể là hoàn toàn kinh khủng lắm. Bằng đêm ngứa ngáy gãy rồi làm đủ chuyện. Rồi nhiều bà thì thở, rồi nhiều bà thì hôi nách tập thể á. Con đơ luôn, chịu hết nổi luôn. Thì bây giờ con nghe thầy giảng con mới hiểu, trời ơi, đúng ra cái ban đầu mà cho tôi chọn lại, tôi sẽ giữ cái ban đầu cả đời không thay đổi. Ghê không? Nó rõ ràng chưa? Đừng có chạy tầm bậy. Nên người xưa ưa nói câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Có cái bà này, bà nói là chồng của bà là nhậu nhiều. Bà nói là thôi nhậu nhiều quá rồi, nhậu nhiều quá, nhậu nhiều rồi thôi chịu không nổi à. Mấy cái bà kia làm mai
là mai gặp thằng này ban đầu nó không nhậu, cuối cùng nó cứ bà về một phát, nó vừa nhậu mà nó còn quýnh bài. Bà nói thờ ơ, phải chi lấy cái thằng nhậu kia đủ rồi, gặp cái thằng này nó còn vớt thêm quýnh bài nữa. Thấy không? Có nghĩa là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa thì gặp sầu riêng. Khổ đau thế ghê chứ. Nó nên tu hành phải tin nhân tin quả, tin rằng mình ở phòng nào là duyên của mình phòng đó, gặp khó khăn phải cố gắng ở trong đó mà hóa giải nghiệp duyên, đừng có đi chạy khơ khơ. Đứng một chỗ còn ở trong phòng chạy khơ khơ có chừng gớt xuống hầm. Nó thiệt đó, chạy khơ khơ là gớt xuống hầm đó. Cứ đứng một nơi cố gắng, tự nhiên cái gì cũng vượt qua. Người ta khó với mình giết, người ta thương mình. Chính bản thân những đức ngày xưa phụ biết bà sư phụ bà chữ tá lã âm binh, bà chữ còn hơn cái thứ gì. Bà sư phụ những đức nói bây giờ những đức đi tu được là nhờ bà sư phụ ngoài đời. Bà chữ còn hơn cái gì. Bà chữ đến mức mà bà nói những đức một câu gì nè: từ hồi đó giờ tao mới thấy cái thằng mặt dày như mày. Cái tấm thớt tao bầm 10 năm nay, mặt mày còn dày hơn tấm thớt. Bà chữ đến cái câu đó là cái câu cao độ lắm mấy vị. Cái câu cao độ mà giống như bà nạp năng lượng cho mình đầy. Cuối cùng những đức nói là công lực của ta bây giờ đã có thể chịu đựng được, đúng không? Bây giờ kim châm trong mặt ta đầy. Tại vì sao bà nói mặt mình dày hơn tấm thớt? Mình nói rằng bà cẩn thận, coi chừng ngồi gần tôi kim châm trong mặt văng ra. Bà chữ đừng có nói nữa, bà chữ tá lạ mình, bà chữ 3 năm, chịu chữ 3 năm. Đặt lên một kế hoạch luôn, ngày nào cũng phải chữ. Lúc trước thì cố gắng, ngày nay bà đừng chữ. Mà mình cố gắng ngày nay bà đừng có chữ, mà cuối cùng bà chữ mình chịu không nổi, ngày mai mình đặt lên kế hoạch, ngày nay cố gắng đừng cho bà chữ. Cuối cùng bà chữ nữa, ngày mốt mình nói cố gắng đừng cho bà chữ nữa. Cuối cùng mình chịu 2-3 tháng mình đơ, mặt mình xanh xao. Xanh xao, tại mình cố gắng, bà vẫn chữ. Mình chịu hết nổi rồi mình xanh xao luôn, xanh xao vàng giọt. Cuối cùng mình nói phải tính lại. Sao mà chữ hoài, bây giờ sao? Cuối cùng mình nói, ủa có cách rồi. Là sáng mở mắt ra là mình nói, sao chưa chữ? Mình tính lại. Tại vì mình thất bại mấy lần rồi, bây giờ mình tính lại là sao sáng nay chưa chữ. Cái 7 giờ mình nói 7 giờ sao chưa chữ. Cái 8 giờ mình nói sao 8 giờ chưa chữ. Cái 8 giờ 15 bà chữ mình nói, chữ rồi. Vô manh. Đó, vô manh chữ rồi. Rồi từ giờ đó cho tới tối mình cứ trông chờ bà chữ. Bà không chữ thì mình nói vậy thì thôi. Mà bà chữ mình nói ô chữ ơi, vô mách. Cứ như vậy mà 3 năm đi qua ngon lành. Bà quay là bà thương 180 độ. Bà thương quá trời thương luôn. Lúc đó thương cũng khổ nữa. Lúc bà chữ thì bà chỉ có chữ, bà không kêu đi đâu hết. Khi bà thương rồi thì bà mới kêu đi. Kêu đi đâu? Đi chợ. Mình trai quá, mình chở bà đi chợ. Chợ tối ngày. Mà bà thì bà thích ăn diện. Bà kêu mình chở nào là vô chỗ mua nước sơn, sơn tay, sơn môi. Bà diện, bà năm mấy tuổi bà diện dữ lắm. Xong bà kêu mình chở vô cái chỗ mà bán áo nhỏ, quần nhỏ. Mình đứng cũng như thằng khùng vậy đó. Bà đứng bà lựa, mình đứng sau lưng bà. Rồi bà lựa xong bà đưa ra cho mình cầm. Không, thành phố thì chuyện này bình thường lắm. Rất là bình thường luôn. Không có gì lạ, rất là bình thường luôn vậy. Ở thành phố là bình thường lắm. Mà ban đầu cũng mắc cỡ dữ lắm. Tại vì đi theo đứng sau lưng hoài. Thì bà mua cái gì là bà cứ đưa ra sau lưng rồi mình cầm bỏ vô bọc. Mua xong trả giá xong. Cái này sao? Bỏ vô bọc. Cứ bỏ vô bọc, bỏ vô bọc. Giết rồi trời, bà dẫn đi đủ chợ.
chợ vườn chuối. Cái vườn chuối là kế đường Xuân Việt Ánh, xẹt qua một chút chợ vườn chuối quận 3, rồi xài dẫn đi chợ Sớm Chiếu, dẫn chợ Đầu Mối, rồi chợ Cầu Khỉ, dẫn chợ Tá Lạ Binh, vợ chợ nào bà cũng dẫn, giết rồi mình nhiều chuyện còn hơn cái gì. Bây giờ gần nào thì nó thành đó, đi vô chợ giết trả giá, giết mình nghe bà trả giá, giết mình chứ quê mình đâu có lanh gì mấy, mà mình nghe bà trả giá giết mình, nghe giết mình thành chuyên nghiệp luôn. Mai mốt bà không mua, bà kêu mình đi mua, lúc đó mình xuất hiện mình đi trả giá luôn, mình trả giá kinh khủng luôn. Tại vì mình đi theo bà giết mình quen, chợ nào mình cũng biết, rồi đi ra ngoài đó nghe mấy bà nhiều chuyện mình cũng nhiều chuyện theo. Thấy chưa? Rồi lúc này mình tu mình mới nghĩ ra, trời ơi, bởi vì chữ cũng khổ mà thương cũng khổ 100% luôn. Có cô Phật tử có nói, thầy ơi, lúc trước chồng đi sớm về muộn trông cho nó gì, khi biết tu rồi nó đi đâu kệ nó lo tu, lúc đó nó quay ngược lại nó ở nhà hoài. Lúc trước thì mong nó ở nhà buồn muốn chết, mong nó ở nhà thì mình vui, khi mà biết tu vui, nghe pháp thầy thích vui rồi thì nó đi đâu nó đi, ở nhà nghe pháp niệm Phật thì nó ngược lại, nó không chịu đi, nó ở nhà. Nó cứ ở nhà nó lọ mọ hoài, nói ủa này sao ông không đi uống cà phê, đi chơi với bạn bè, nói không lúc này tôi không thích đi đâu. Sao kỳ cục ít tở. Nó cô thấy thử thách chưa? Thử thách là lúc cô mà muốn nó đi thì nó ở, mà cô muốn nó ở thì nó đi. Thấy cái cõi này chưa? Cái cõi này gọi là cái cõi nghịch duyên, gọi là quan gia thù nghiệp. Thấy chưa? Quan gia nó khảo đảo phải không? Thấy không? Không, giảng cái chỗ này quan trọng lắm. Đời đạo gì cũng thấy quan trọng chứ. Nó nên mình dù là lãnh đạo mình đừng có nói người ta theo ý mình. Mình thương người ta mới theo ý mình nghe. Cái tình thương á nó sợ hơn là la gầy. Mà phải có la gầy thì mới được sự nhắc nhở. Nhưng tình thương phải nhiều. Tình thương phải đặt vào rất nhiều. Mỗi một ban chính là phải có đặt một cái tình thương thiệt là lớn dành cho người ta. Thì người ta quý mến mình, thì người ta sợ mình buồn người ta lắm. Rất sợ mình buồn. Còn mình mà hung dữ, mình bạo ngược đó, mình mà tức lên nó chọc tức mình, nó cho mình chết. À, nó vậy đó. Nên mỗi một người mình hiểu rồi, cái cõi đời này nó không có theo ý mình đâu. Đó, thấy không? Rõ ràng chưa? Bỏ rơi cũng khổ mà thương quá cũng khổ. Cái bà Phật tử bà nói rõ ràng, thương mà đến mức mà nó không chịu đi đâu làm chứ. Ở nhà hoài. Mà nó cứ canh vợ ở nhà nó theo hoài. Rồi nó cứ theo hoài, nó không chịu buông ra. Bỏ rơi cũng khổ mà thương quá cũng khổ. Vậy làm sao mới hết khổ thầy? Như Đức nói gì cực lạc hết khổ. Về cực lạc hết khổ. Vậy nhớ nghe, thế giới cực lạc là nó tránh sự thương yêu và nó tránh luôn cái sự thương ghét. Là nó giữ là một cái tâm chân lạc. Nó tùy duyên hết hoàn toàn, nó không có dính dáng cái gì hết chứ. Nên nó an lạc đến mức cực điểm luôn. Nên tất cả chúng ta nên nuôi dưỡng cái tâm về cực lạc. Mà muốn về cực lạc thì phải tín nguyện niệm Phật. Phải siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Cứ dùng câu Phật hiệu trong mỗi lúc mỗi nơi, dùng câu Phật hiệu trong mỗi lúc mỗi nơi. Cả tắm đi chăng nữa cũng niệm Phật được. Những đức nó thật sự, những đức tha rồi bông lên người, những đức làm nè. Còn cạo râu thì cạo râu cũng niệm Phật được nghe. Còn mắt niệm Phật. Ghê chưa? Chơi ghê thiệt chứ, lục căn niệm Phật mà. Mình cạo râu trơn mắt. Mắc cười muốn chết, nhìn cái mặt mình giống thằng khùng. Nó cũng mắc cười. À, tắm này kỳ kỳ mình. Cái mặt ngộ đó, mặt kỳ cục lắm. Không mà nó làm mình vui, mình niệm Phật được nghe. Nó có khi bận áo, xọt tay áo, chồng vô cái đầu, kéo xuống. Có một lần bạn cái quần tự nhiên đạp vô ngay cái đáy quần té cái hứ. Tại vì cái chân mình ướt ướt á, chân thường mang dài, cái chân mình nó mỏng, xong nó ướt ướt á, bước ra bạn cái quần vô, nó đạp vô ngay cái đáy quần té cái ạch. Té cái đấy cái ạch, mình lúc đó mình nhìn trậu có máy phim mà quay đâu, mắc cười muốn ăn chết. Lúc đó mình quay mình là. Ở đây một cái câu Phật hiệu của thầy,
công nhận hay không? Nó quá hay luôn. Mỗi một cái việc gì cũng niệm Phật được, chẳng thấy chưa? Lỡ cầm cái cửa lên, mở cửa vô, A-di-đà-phật, đi vô, A-di-đà-phật, khép cửa, A-di-đà-phật, lên giường nằm, A-di-đà-phật, mặt đi cục lắm. Không mà mình làm nó mắc cừ, giống gì nó mình làm mà mình còn mắc cừ mà. Còn sáng những đứa ngủ thức dậy đó, là những đứa làm sao cho mình phải cười sáng. Sáng là phải cười năm nụ cười. Nên cái mặt cho đứa làm nè, mắc cười mà cái mặt nó xấu, mà nó xấu gì đâu mà nó xấu không tưởng tượng được. Mình thấy mình xấu quá mà nó khùng gì á, rồi mình mắc cười luôn. Rồi lúc đó mình mà cười thiệt luôn, mình cười cái chục nụ cười lên chứ năm nụ cười gì, cười quá trời luôn, cười mặt hồng lên luôn. Đi rửa mặt xong đi vô trong rửa mặt, đánh răng làm nè, nhìn cái mặt mắc cười lắm. Làm mọi cách để cho mình mắc cười, mình vui lên chứ không phải bị đơ. Tại sao mà những đức ngồi đâu là thuyết pháp được? Vì những đức an lạc nhiều, dùng mọi cách niệm Phật cho mọi lúc mọi nơi, nên những đức vui. Nên những đức mong chúng của mình nên tập đi, dùng có Phật hiệu này nó hay dữ lắm. Vì thấy những đức lên ngồi cái nói chuyện thì thấy không, nói hoài mà người ta nghe được đó, thấy chưa? Mà người ta vui đó, rõ ràng không? Đó là gì? Pháp sanh tự nhiên. Mình phải làm sao nó sanh ra như vậy đó thì nó đặc biệt lắm. Bất cứ chuyện gì chúng ta làm trong cuộc đời này, việc thiện cỡ nào thì nó cũng phải có cái khó khăn. Nhớ, chỉ cần mình kiên nhẫn thì mình thành công. Giống như câu trong kinh Phật dạy, nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Chữ nhẫn đây là mình có mục tiêu, phải không? Ví dụ như mình niệm Phật, mình muốn sanh cực lạc, thì dù sự trở ngại gì mình cũng nhẫn để mình niệm Phật, để mình cầu sanh cực lạc, thì mình thành tựu con đường giáng sanh. Còn người thế gian thì ví dụ như mình muốn làm một cái nghề nghiệp gì mà để mình thành công, thì mình phải kiên nhẫn, mình học, mình kiên nhẫn, mình chịu khó để mà mình làm cho bằng được thì nó thành công vì những thế gian. Có nghĩa là tất cả những việc gì mình làm mà có kiên nhẫn là có thành công à. Như bản thân những đức hồi đó, những đức ngồi mình, những đức chia sẻ Phật pháp, những đức phải kiên nhẫn, những đức dù là có ai nói gì những đức vẫn kiên nhẫn, cố gắng. Rồi bây giờ mới ngồi chia sẻ cho nhiều người nghe là nó có cái thành công rõ ràng. Nếu không kiên nhẫn là nó bỏ cuộc mất tiêu rồi. Nhờ kiên nhẫn mà nó thành công. Đó. Rồi ở trong chùa coi chúng viết từ từ. Rồi mình lại biết được cái việc ở trong ngôi Tam Bảo làm sao. Là do kiên nhẫn mà làm được thành công. Rồi mỗi một ban bệ mấy anh em, những đức đặc trách công việc này kia, mấy anh em cũng kiên nhẫn mà từ từ nó có cái thành công. Rồi vị trí ví dụ như nấu ăn đồ, ban đầu mình có biết gì đâu, nhưng mà do mình kiên nhẫn mình làm, viết rồi mình quen việc. Rồi mình thấy công việc mà mình quen rồi mình thấy nó dễ. Tại vì công việc đó mình quen rồi mình sẽ thấy nó dễ. Còn khi mình chưa làm mà mình không có cái tâm muốn làm thì sao kiên nhẫn. Nên mình làm việc gì mà mình có tâm muốn làm mà mình kiên nhẫn, không hiểu thì mình hỏi, thì chắc chắn là mình thành công. Nên gọi là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Yeah. Quan trọng lắm á. Thí dụ như giờ mình ở gia đình mình muốn đi vô chùa mình tu, mình thấy cái cuộc sống ngoài đời có nhiều cái phiền não, chuyện này chuyện kia, rồi thấy tuổi già, rồi con cái nó cũng không biết lo cho mình về cái chuyện mà niệm Phật giải thoát. Nên mình biết được cái đạo tràng tu, mình muốn vô đây mình tu. Mình đã phát tâm mình đi vô trong chùa mình tu rồi, thì dù cho đụng chạm một hai cái gì khó, mình phải ở cho bằng được. Thí dụ như giờ mình làm cha mẹ ông bà người ta, mà chòm sớm gia đình biết mình đi vô chùa tu, mà mình vô đây mình đụng chuyện một hai nhỏ thì mình không nhịn. Mình không nhịn mình đi về. Mình đi về cái con cháu mà nó nói nè, thấy chưa, trong chùa mà ở cũng không được nữa mà, nó ở nhà không được, vô chùa cũng không được. Con cháu mình nó thiếu lòng tin đối với mình luôn. Nên khi mình đã phát tâm đi tu thì chòm sớm gia đình người thân biết hết trơn. Thì dù cỡ nào có tu cho bằng được. Mà được không được là do mình. Người ta tu được sao mình tu không được. Người ta làm được sao mình làm không được. Mình làm không được là do mình thiếu chữ nhẫn thôi.
Ví dụ như giờ người ta nói mình câu là mình cự lại, không có nhẫn ơi. Người ta gầy mình cái mình buồn, không có nhẫn ơi. Nghĩa là tất cả những cái thành công từ xưa tới nay, mình coi sách vở mà thấy rõ ràng luôn, đều là từ nhẫn đi đến thành công, chứ không có cự mà đi đến thành công. Giờ người ta dạy mình mà người ta nói mình cái là cự, tôi không thua đâu, mình sao thành công. Rồi mình đụng ai mình cũng đụng với người ta chứ, mình làm phiền não nhau không, thì mình đâu có cơ hội được ở đâu mà thành công. Mà một con người mà khó tính, không có ai tạo điều kiện cho mình làm sao thành công. Mình phải vui vẻ, hoan hỷ, dễ tính. Rồi mình làm việc với ai mình cũng có ý kiến ý cò lộn xộn, thì tự nhiên cơ hội của mình nhiều. Thí dụ như mình thấy việc đó người ta đang bận, mình nhào vô mình hỏi cho tôi làm, rồi người ta chỉ mình cứ lo làm thôi. Mình nhiệt tình, cái gì mình làm được ta chỉ mình cứ làm đúng như ý của người ta. Tại người ta là trưởng ban nên người ta chỉ mình cứ làm đúng ý người ta. Là tự nhiên người ta để ý mình, ồ, cái chú đó, cô đó, anh đó chỉ đó, làm được đó nghe. Cái mai mốt khi người ta làm gì, người ta nói, em, phụ anh này coi, cô, phụ túi này coi. Tại vì người ta thấy mình làm được, mà mình không có ý kiến ý cò. Tại vì người ta là người đứng sắp xếp mà mình còn ý kiến, đụng cái gì cũng ý kiến, mình làm gì là ý kiến, làm gì là ý kiến. Thì nó thấy cái người này thôi, đừng có đưa người này vô cho tôi. Ồ, làm không có bao nhiêu mà ý kiến nó mệt gì đâu. Thì thấy mình không có cơ hội đúng không? Tại vì mình là ư phụ, thì mình hỏi, người ta chỉ mình làm. Nhiệt tình làm tới nào kêu nghỉ. Còn kiểu mà mình xin làm, mà mình làm giữa chừng cái mình bỏ cuộc mất tiêu. Mình làm giữa chừng mình chạy mất tiêu. Mình đang làm việc đó mình chạy làm việc kia, mình làm việc kia chạy làm việc nọ. Nó nhìn mình thấy mình vậy, từ đó thì sao, nó thôi, đừng có đưa người này cho tôi nè. Làm cái gì cũng không sống gì chứ, làm chút là bỏ cuộc à, làm chút chạy đâu này đâu kia. Đang làm việc vậy nói, cho tôi xin đi nghe pháp nghe. Không lẽ người ta nói nghe pháp của thầy, không lẽ mình không cho, kỳ quá. Thôi đi. Nhưng mà trong lòng người ta nói người này kỳ ghê. Chị em ai mà không muốn đi nghe pháp, nhưng mà đang làm thì mình làm đi. Mình nhiệt tình mình làm đi, xong việc thì mình thấy xong việc hết trơn thì lúc đó mình tính sao. Còn giờ đang làm xin đi nghe pháp, mà đó là nghe pháp đó nghe, đang làm cho tôi xin đi tu một thờ. Đó là mình không hiểu. Làm thì nó nhiệt tình làm. Đối với Tam Bảo thì công việc làm là phục vụ Tam Bảo. Người ta lên tu cũng là phục vụ Tam Bảo. Bên nào cũng phục vụ Tam Bảo. Nó rõ ra cái công đức niệm Phật và cái công đức công quả nó không có khác nhau, nó bình đẳng. Bây giờ những đức hỏi quý vị, nó công đức niệm Phật là lớn nhất. Vậy thì ai cũng đi niệm Phật hết trơn, không ai đi nấu ăn. Rồi đi niệm Phật xong rồi xuống không có cơm ăn, chịu nổi không? Đâu có chịu nổi. Nên mình đi niệm Phật là duyên, mình đi làm công quả là duyên. Đã là duyên ở trong Tam Bảo thì nhiệt tình với nhân duyên đó, hết lòng hết dạ nhân duyên đó, hòa thuận với nhân duyên đó, thì gọi là tâm thanh tịnh công đức bình đẳng. Đúng không? Bình đẳng thôi. Thí dụ như mình phụ việc với người ta, mình chạy đi nghe pháp, mình nghe cũng không có được gì đâu. Tại vì cái hành động của mình nó không đúng. Hành động đang làm việc với người ta mà chạy đi nghe pháp, vậy chị này em nào cũng chạy đi theo mình. Vậy thì bây giờ cái công việc đó ai làm? Thì mình nghe pháp có được gì đâu. Mình phá vỡ tổ chức, sao nghe pháp? Nên thí dụ như thà giờ này mình ngồi chung gì nè. Nên nãy những đức gặp bà thượng, nói chuyện có tiếng đồng hồ, rồi chạy qua đây luôn. Quý vị biết, từ giờ mà 1:30 cho tới giờ này luôn, quý vị tin rằng là những đức chưa được tắm luôn. Công việc những đức bận đến mức như vậy luôn, chưa được tắm luôn. Bên hậu pháp bữa nay có bé mắc, rồi công việc này kia, lễ mới xong mà nó lăn xăng suốt luôn, nó không có được tắm một chút nào luôn. Chạy về phòng cái là xong rồi, rồi đi qua đây, rồi chở mấy anh em quay phim qua đây, xong qua gặp hòa thượng, hòa thượng dạy này kia, lễ xong cũng lại về trình hòa thượng này kia một chút xíu, hòa thượng dạy này nọ có tiếng đồng hồ, rồi xong đi qua đây thấy mấy anh em đứng, mời mấy anh em vô trong ngồi, rồi chạy lên đắp y, đắp lia lịa, chưa kịp đi tiểu. Mình sợ nó ngồi chờ mình lâu, kỳ. Nó là suốt luôn á. Đây mình nói là cái gì biết không?
Con người mình thấy mình có sức khỏe, thôi những gì mình làm được mình cố gắng, cố gắng hết mình làm. Mà những đức cái quan trọng là nuôi cái tâm trạng dữ lắm. Nếu như mà những đức phiền não, những đức sống không nổi. Công việc những đức nhiều quá. 3 ngày xuyên suốt giảng 10 buổi giảng hướng dẫn tu. 1 ngày gì cỡ 10 tiếng bỏ ra thời gian. Cứ thờ 2 tiếng mấy, giảng tu chung, phóng sanh cũng thiết thực 2 tiếng mấy. Là 1 ngày bỏ ra 10 tiếng đồng hồ. Rồi còn công việc này kia đó. Nó nên từ nơi đó mà suốt 3 ngày xong rồi không có một chút thời gian mà nghỉ luôn. Hồi sáng bên kia công việc này nọ, xong rồi chạy qua đây gặp những quan, rồi xong không vòng vòng chạy về bên kia ăn cơm. Tại vì có người mắc, mình sắp xếp cái này cái nọ, gia đình người ta đến, chứ không ai sắp xếp sao có được. Rồi xong rồi chạy về bển, xong rồi ăn cơm, xong rồi tiếp tục Phật tử đến, tiếp Phật tử nữa. Bây giờ có khi tiếp người ta cũng cúng được vài cát bạc, mình mới có cơm với đậu hũ chút ít. Rồi xong tới 11:45, 11:45 về nằm chút xíu xíu, ngồi dậy cái rồi xong tới giờ này luôn. Mà tại sao tâm trạng mình nó vui được? Là do gì? Con người mình cảm giác rằng những việc mình làm có ý nghĩa, những việc mình làm thấy nó đúng với lương tâm của mình. Rồi từ nơi cái tâm đó mà mình hiểu được ý nghĩa đó, mình thấy không có mệt. Rồi bây giờ mình nói nếu mình mệt mà mình phiền não, bực bội mà không giải tỏa liền thì nó đem cái phiền não này nó rải cho nhiều người, khó chịu dữ lắm. Thôi dập tắt nó liền, giống như cái gì bực bội khó chịu là dập liền, không có để. Vì để nó lan cho nhiều người phiền thêm nữa. Mình là vị trí truyền lửa, mà nếu không khéo mình truyền lửa cháy lan, cháy nhà cửa luôn phiền phức. Truyền lửa giải thoát thì nên truyền, chứ truyền lửa cháy lan truyền chí. Nên từ nơi đó mà cố gắng dập tắt. Nên từ nơi cái tâm mình niệm niệm gì chúng mà nó mới có sự an lạc. Nếu như những đức mà cá nhân, những đức phiền não dữ lắm, đụng nhiều chuyện những đức phiền não dữ lắm luôn, bực bội khó chịu đủ chuyện chứ. Nhưng mà mình nói thôi thôi mình không có nên để gì. Tại cả ngày giảng pháp 2 buổi là chung chung, bây giờ thêm buổi tối nữa là 3 buổi một ngày, 3 chùa là nhất định là thế nào một tuần cũng phải thêm ít gì cũng 3 buổi giảng buổi tối của 3 chùa. Hồi nãy xin hòa thượng mấy điểm để cho bên Đại Tùng Lâm có buổi giảng buổi tối từng lần. Hòa thượng nói thì được, nhưng mà nhà văn hóa ông. Hòa thượng chỉ mình là mình hiểu liền, đúng không? Bên mình thì mình làm nó tiện, ý là gì nghe mình biết liền. Xong nhà đức nói chánh điện 48 đường mà thượng nó nhỏ quá chặt, nên nhà dân quá, nó nhà dân quá nó vang quá con giảng được. Rồi mấy ông chưa biết chỉnh âm thanh. Nói dạ chắc phải chỉnh lại. Đó, thì thấy và thượng chỉ điểm mình hiểu. Thượng nói nhà ăn thì thôi ăn cơm thôi, cái gì cần thiết ông nhắc vài câu, còn muốn nhắc cái gì chánh điện. Chánh điện là chỗ nhắc, chỗ giảng pháp, chỗ nhắc nhở, chánh điện. Ông hòa thượng chỉ điểm là chắc chắn, ví dụ như có người ta nhắc tới hòa thượng thì hòa thượng nhắc mình gì đó thì cũng rõ ràng hết rồi. Thì từ hôm nay thì chắc chắn là mỗi tuần những đức sẽ chia sẻ Phật pháp, nhắc nhở chúng trên chánh điện, ít gì cũng phải có 1 buổi, nhưng mà tuần nào cũng được quay phim cho các cụ. Rồi nghe là mình ngồi thoải mái, mình không có bận tâm cái chuyện ăn cơm hay là cái này kia dọn dẹp lu bu lộn xộn, nó rõ ràng luôn. Ngồi nghe rồi ra ngồi nghe, đúng không? Nên từ nơi đó tuần ít gì cũng 1 buổi, còn có nhiều tuần thì bất chợt phiến mãi 1 buổi nữa. Đúng không? Đó thì bên kia thì chắc phải coi nhà văn hóa lại quá. Mà họ phải làm sao cho bằng được thử. Khi mình nói chuyện nghe vang vang nhưng mà chắc cũng nghe được, thì mình cố gắng. Nếu mà được là sau này lễ như thế tổ chức nhà văn hóa, tại vì nó rộng, đông người biết đâu được luôn thì sao. Mình làm luôn. Giờ thấy rồi, điểm đó là chính rồi đó, không có còn suy nghĩ mấy điểm khác nhiều đâu. Chỗ đó là chính nhất nhà văn hóa. Nên từ nơi đó mà
Chúng trong chùa cần được sự nhắc nhở lắm quý vị. Tu hành có nhiều người ta mới vô người ta không hiểu, nên có khi cái tâm người ta nó bất thường. Mình nói ví dụ như tu hành có những người người ta bị tu mà tiêu cực đó, thấy chưa? Cái quan trọng của tu hành là cái tâm mình quan trọng dữ lắm. Mỗi ngày mà mình an lạc, mình vui là thấy mình thích tu rồi. Làm sao mà tất cả những cái buồn phiền gì mà nó lọc ra mau nhất. Nhớ như nãy như Đức nói, cái lửa cháy lan dập tắt liền đi, cái lửa giải thoát thì nên phát lên. Mà cái lửa giải thoát mà nó phát lên đó là con người mình có chữ nhẫn liền. Mà cái lửa cháy lan, mà cái lửa mà đốt nhà đó, là cái lửa đó mà để cho nó lâu dài là phiền phức người này qua người khác. Còn cái lửa giải thoát mà phát lên là mỗi một con người chúng ta nó an lạc, nó tự tại dữ lắm. Cái này quan trọng dữ lắm. Nên chúng ta gặp nhau truyền cái lửa giải thoát, truyền cái lửa giải thoát, gặp nhau chắp tay ai với đạo Phật cười một cái là thấy lửa giải thoát lên nè. Nên mỗi một con người mình tập vậy đó, nhớ mang một cái tâm buồn giận người khác là một cái khổ cho mình cực kỳ khổ luôn, khổ dữ lắm. Nhất là những ban chính á, những người mà đứng vị trí đầu lãnh đạo á, như ví dụ bên kia những lăng những chí, bên đây những quan, những thịnh đồ, những tịnh đồ, mấy thầy đồ, mình mà câu có khó chịu là Phật tử người ta sợ mình. Chứ thêm một cái nữa là gì, mình không có giúp được ai. Ví dụ như đầu bếp chính đồ, mới nấu ăn bên kia Liên Thanh đồ, là ban chính được cô Hải đồ, bên đây cô Châu đồ, mấy cô là phụ. Mình mà bực bội lên là nó tóc lên hết trơn. Nhưng Đức nói vị nghe nghe, mình mà mang cái tâm bực bội, đổ bánh nó cũng không ra bánh, mà nó ra cái gì ấy. Cái tâm mà bực bội rồi nấu ăn không ra nấu ăn, mà nó nấu ra độc, thấy chưa? Tâm bực bội rồi lau nhà không ra lau nhà, mà nó làm bánh nhà, thấy không? Còn cái tâm bực bội gót nước, nước vàng tùm lum, mà nó bực bội lắm, gót nước chảy chậm cũng tức nữa. Là mình gót cho nhanh, cái tâm bực, cái tâm gấp á, gót ra gớt nắp bình, ngộ lắm. Cái tâm bực bội là thường là cái tâm bực dọc, cái tâm này phải dẹp liền thì con người tu của chúng ta nó mới có được sự an lạc. Nhớ con người tu là gì? Nuôi cái tâm giải thoát. Cái này quan trọng lắm á. Nuôi cái tâm giải thoát. Thí dụ như bây giờ trong chúng đi, người ta đặt trách một ông thầy, ông lo công việc. Dù là ông thầy đó ông nhỏ tuổi hơn mình, ông không giỏi bằng mình, nhưng mà là cái duyên của ông, là cái vai trò của ông, là ông được đặt trách. Mà đã ông đặt trách mà mình thiếu sự tôn trọng ông, vậy thì cái tâm của người mình tu không có được cái gì đâu. Bây giờ mình nói đặt vào mình, nếu như mình nhỏ tuổi mà người ta đặt mình một công chuyện, mình không có giỏi nhưng mà mình lại được cái duyên này, người trên ta đặt để mình một công việc đó, rồi bắt đầu những người kia giỏi hơn ăn hiếp coi thường người ta. Nếu đặt vai trò mình nghĩ thì sao? Mình cũng cố gắng lắm nhưng mà mình người ta không phục. Cái đó là tổ chức bị phá đi. Dù là người ta nhỏ nhưng người ta được cái duyên đó, chắc người ta cũng có phước đức gì, hoặc là người ta cũng hiền hậu thì sao, nó mới được gì. Thì mình phải hết lòng hỗ trợ người ta. Như năm xưa mà có những ông vua ông nhỏ xíu à, mà thừa tướng đồ các quan đại thần phải hỗ trợ hết. Tại vì sao? Vì tuy ông nhỏ nhưng ông mạng ông làm vua, nên người ta phải hỗ trợ ông. Đó là nó theo quy trình rất rõ ràng. Chứ mình đừng có nghĩ ông vua nhỏ xíu mà đang hiếp ông, vì con người mình không có đúng. Hoặc người trên ta sắp xếp một người đó mà mình không có theo quy tắc thì mình phá tổ chức. Nếu mà người đó ta làm không được thì duyên một ngày nào ta không còn duyên làm. Nhưng mà nếu mà ta làm chung chung, ta không giỏi nhưng người ta lại hiền, người ta lại không có cái tâm hung dữ bạo ngược vậy đó, nhưng ta tồn tại không giỡn đâu, ta tồn tại á. Nên mình đã phải hiểu cái nguyên lý của tổ chức. Tổ chức là nó theo quy tắc từ trên tới dưới, nó theo một hướng mà đó gọi là đoàn kết. Mà cái tổ chức mà đoàn kết vậy nó mới thành công. Nó phải có tổ chức. Nó mất tổ chức thì giống như chặt đầu, lấy chân làm đầu mà lấy đầu làm chân, đó là mất tổ chức. Mất tổ chức là thua, không nói dòng do chứ. Nên một cái tổ chức mà người ta thích là ở đông là gì? Nó có đoàn thể, nó có được cái sự sắp xếp, nên người ta mới đến ở đông. Còn nếu như một cái tổ chức mà nó banh chành hết chứ, không có ai ra ai chứ,
đầu trở thành chân mà chân thành đầu. Không có ai vô tổ chức đó ở chứ. Vì vô cái tổ chức đó mình chán lắm, không biết nghe ai, ai cũng nắm đầu mình quay, ai cũng điều khiển mình chứ. Vậy thì mất tổ chức rồi. Nên tổ chức nó chỉ có một người, rồi người nào đặc trách người nào là rõ ràng. Như vậy thì người ta biết nghe ai. Chứ nếu không đụng ai cũng kêu, đụng ai cũng bắt người ta làm, rồi cuối cùng cái gì không phải thì nói đậu thừa, vậy thì phá tổ chức, vì tổ chức nó không còn tồn tại. Nên mình phải nhớ cái câu một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhập lại nên hòn núi cao. Con người đoàn kết thì mới thành công, mà không đoàn kết thì không có thành công. Nên Bác Hồ ngày nói đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công mới đại thành công. Đúng không? Nên cái tổ chức rất là quan trọng. Nên mình ở đây, chùa mình ví dụ như Hòa Thượng xây chùa, mình cảm ơn Hòa Thượng ngày xây chùa chiền, cái ơn nó lớn. Còn đây thì những đức có duyên hướng dẫn, rồi cuộc sống của chùa những đức sắp xếp lo lắng hết, bố trí. Nhưng mà chúng trong chùa ai cũng mặt mày sáng sủa mập mạp là biết người ta nuôi cũng được rồi. Chứ nếu nhìn xuống chúng mà ai cũng lỗ tai dài thòn, cái mỏ nhỏ quét, má không có miếng thịt, con mắt thì lòi vô, cái mắt thì nó hút vô anh, đầu cổ thì nhìn tóc tai gì giống ba giá nhìn, còn đồ đạc thì nhìn thấy gì đâu mà gách cứ nhăn nheo là biết rồi, là biết cái tổ chức nó lo không được ổn. Còn vị coi nhìn xuống quý thầy rực rỡ, sư cô cũng rỡ rực. Nhìn xuống đại chúng thì sáng sủa, toàn là màu áo lam. Thờ khóa tu thì rõ ràng, hướng dẫn thì đâu vào đó một phương pháp tu. Người ta đến nên ta mới ở, mà ta đến vậy ta mới an lạc. Người ta coi qua tổ chức này thôi là tự nhiên người ta muốn ở đây tu, hiểu không? Người ta thấy cái tổ chức này là ta muốn ở tu. Còn nếu như mà người ta nhìn cái tổ chức này vô nó tùm lum, ông thầy ông nói chuyện đi lãng sạn lu bu tứ tung lang tan là biết không có tổ chức. Nên từ nơi đó mà người ta đi đến chùa, người ta nhìn từng chút từng chút từng chút. Thí dụ như bây giờ một cái bàn giảng của ông thầy thì hoa nó ngã nghiêng tá lạ âm binh là có khi người ta cũng nhìn mình thấy mình thiếu sự quan tâm. Tại mặt tiền người ta để ý dữ lắm chứ không giỡn đâu. Nên cái tổ chức nó rất là quan trọng, đại chúng phải nhớ. Nên những đức nói rằng mỗi một con người đi tu là nuôi huệ mạng của mình. Mà nuôi huệ mạng mình bằng cách nào? An lạc tâm. Mà an lạc tâm là gì? Cái pháp niệm Phật nó giúp cho mình an lạc tâm. Rồi con người mình có cái tâm giải thoát nên nó mới an lạc tâm. Chứ con người mà nó không có tâm giải thoát thì mất phương hướng thôi. Người tu mà không có tâm giải thoát là mất phương hướng. Mình đi vô trong ngôi chùa mà không có sự nhắc nhở gì cái chuyện tu hành giải thoát, vậy thì mình vô ngôi chùa làm gì? Giải là gì? Giải là hiểu cuộc đời vô thường. Thoát là gì? Không buồn giận người là thoát. Nên từ nơi đó con người hiểu vô thường, nên từ nó hiểu vô thường mà mình không có tranh danh đoạt lợi, nên mình đâu có phiền não. Nên con người mình luôn luôn nuôi được cái tâm giải thoát. Thấy không? Bữa nay bên kia có cháu bé 11 tuổi nó mắc. Bé 11 tuổi á. Bé này kiên cường lắm, không phải giỡn đâu nghe. Cái công đoạn ký sự của cháu mà hình như là 700,000+ người coi. Nó mà kiên cường lắm. Bé này đúng là đối với tình độ gọi là lòng tin trong sạch. Sao gọi là lòng tin trong sạch? Các pháp khác không biết, dạy niệm Phật là niệm liền, niệm còn phải hiểu tới cùng, không biết cái gì phân tách hết, gọi là lòng tin trong sạch. Cái gì biết á, cái bụng cháu to gì nè, suốt bao nhiêu tháng nay cái bụng cháu to thiệt là to. Nhưng mà quý vị biết rằng là cháu chưa bao giờ rên than thở. Mỗi lần như Đức hỏi cháu, con ơi bụng con to gì có đau không con? Nó, dạ không thầy, nặng thôi chứ không có đau. Nó nặng thôi chứ không có đau. Mà nó căng ra đến cái mức, nó căng ra đến cái mức mà là gân xanh nó nổi lên. Gân xanh nó nổi lên hết. Cái bụng mà căng ra gân xanh nổi lên luôn.
Vì mà cái công đức niệm Phật không có đau. Nó nói rõ ràng không có đau, mà chưa bao giờ nó rên rỉ một chút, mà nó rất rất là bình tĩnh. Đúng là người niệm Phật phải vậy. Nó 11 tuổi mà cái cách nói chuyện của nó đâu phải là đứa nít 11 tuổi bình thường đâu. Vậy thì nếu nó như người ta mà nó thích đi bệnh viện, đi uống thuốc, là mẹ cha đó nó kêu mẹ cha đưa đi rồi. Nhưng mà nó nói không, con không đi vô bệnh viện, con thích ở trong chùa, trong chùa bình yên hơn trong bệnh viện. Chính cháu nói vậy luôn, con muốn niệm Phật giảng sanh thôi, con muốn niệm Phật giảng sanh thôi. Bây giờ mẹ cha rõ ràng vậy, mà con muốn gì thì mẹ cha giúp thôi. Mà nó nói nó muốn niệm Phật giảng sanh. Nó nghe nhà Đức dạy một lần, nó nói là nó muốn niệm Phật giảng sanh, và nó không muốn đi vô bệnh viện, nó là trong chùa bình an hơn trong bệnh viện. Chính nó nói rõ ràng luôn. Bao nhiêu lần nhà Đức hỏi con muốn đi uống thuốc trị bệnh không, nó nói dạ không, con muốn niệm Phật giảng sanh. Nó lúc nào nó cũng bình thản, bình thản, bình thản. Lúc nào nó cũng niệm Phật, nó rất bình thản. Nên á, sáng nay mình thấy không, con người ta niệm Phật, người ta tin Phật, người ta biết nghe lời, cái duyên người ta thù thắng không? Vì sao nó không mắc hôm qua? Nếu mắc hôm qua thì những đức tổ chức lễ, những đức đâu có đến đâu. Mà cô bé này nó quý những đức chứ lắm, những đức nói là nó nghe dòng gió chứ. Kêu niệm Phật là con niệm Phật à. Rồi nằm đó bấm số niệm Phật là cứ bấm số niệm Phật, cái nhép môn. Niệm Phật siêng lắm. Thì biết rằng là sáng nay lúc 8:45, mấy cô nói cháu nó yếu. Niệm đức đến, nó nói thầy, con khó thở quá thầy ơi. Mình nghe thấy nó vậy cái tự nhiên trong lòng mình đúng là xúc động ghê. Nó nít mà mình thấy nó nói con khó thở quá thầy ơi. Đưa tay gì nè, đưa tay bắt tay những đức. Mỗi lần gặp những đức là đưa tay bắt tay những đức à. Tại nó quý mến những đức dữ lắm, ngộ nhân viên thì sao á. Xong rồi những đức nắm tay những đức nói là con niệm Phật nghe, Phật sắp sửa đến rước con về cực lạc nghe không, bây giờ con muốn về cực lạc không? Nó nói gì nè, dạ con cầu Phật đến tiếp dẫn, ở cõi ta bà khổ quá thầy ơi. Không mà thật sự trong lòng mình nó xúc động dữ lắm ấy, rất là xúc động luôn. Mình phải cứng cỏi dữ lắm chứ mình chịu không nổi đâu. Nó thật sự luôn. Vì thấy nó nhỏ mà cái bụng nó bự lên rồi nó nói những câu gì mà cặp mắt nó nhìn mình chăng 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 chăng. Nó đang thở không được á, thấy không? Bắt đầu những đứa hỏi nó có niệm Phật, nó nói dạ con nhép môi niệm Phật, niệm suốt luôn. Nó nói này nói kia chút, nó nói thầy ơi mẹ con lo cho con, tội nghiệp mẹ con. Nói con cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nói, xong nó niệm Phật. Niệm Phật xong nói dạ thưa thầy, cho con gặp mẹ con một chút. Kêu mẹ vô. Nó nhìn mẹ, nó không nói một câu gì, nó nhìn mẹ nó thôi. Xong mẹ nó kêu con niệm Phật đi, sanh về cực lạc đi con. Xong nó gật đầu. Nhân Đức nói con giảng sanh xong, con thường nguyện trở lại đây phụ thầy Đức nuôi người già nghe. Gật đầu. Xong mẹ nó kêu niệm Phật đi con. Rồi bắt đầu là sắp ban hộ niệm sẵn hết. Bắt đầu nó niệm Phật. Nó nhép môi niệm. Nó niệm tới câu cuối cùng là cặp mắt nó đang nhìn hình Phật. Tay nó để, hai cái tay nó khép lại gì để ngay bụng luôn. Rồi niệm câu Phật hiệu cuối cùng. Đi luôn. Đây rõ ràng 100% luôn, vậy thấy không? Nó không có dạy dụa hay nó không có hước lên. Mà riêng con bé này hồi đó những đứa gặp rất là nhiều ca mà cũng niệm Phật được, nhưng mà khi cận tử nghiệp gần chết là chảy nước mắt. Riêng đứa bé này không chảy một miếng nước mắt luôn. Có nghĩa là cái sự tiếp dẫn của con bé này, Phật ấy là tiếp dẫn rõ ràng là tiếp cái linh thức đi. Nó không có còn cái sự đau đớn của thân, không chảy nước mắt. Thường là thân tứ đại rã rời sắp chết là đa phần chúng ta bị chảy nước mắt, sự đau đớn của tứ đại ghê lắm. Riêng đứa bé này không chảy miếng nước mắt, bình thường luôn. Y gan nó đang ngủ luôn, bình thường vậy luôn. Tay nó dần dịnh tay để ngay bụng, bình thường vậy luôn. Rồi ngồi bình thường dựa vô cái ghế,
Rồi gì đi luôn. Thế đi bình thường luôn, giống như đang ngủ. Đây những đức muốn kể cho đại chúng mình nghe. Thấy không? Người ta chỉ có 11 tuổi thôi. Những đức dạy một đúng một lần là cháu lo niệm Phật. Cháu không có bao giờ đi tìm bác sĩ, không bao giờ đòi uống một viên thuốc nào luôn. Chưa bao giờ những đức thấy cháu vô chùa 4 tháng nay mà chưa bao giờ cháu xin uống một viên thuốc. Và chưa bao giờ nói cái chuyện đi tìm bác sĩ. Mà bụng bự cứng mà đến nỗi mà bự to ra mà gân xanh nổi ra luôn. Cái bụng nó bự hơn cái bụng Nhân Đức nữa. Trong khi nó 11 tuổi mà bụng Nhân Đức bự lắm. Mà bụng nó còn bự hơn bụng Nhân Đức nữa. Vậy mà nó chưa bao giờ một lời than vang là con đau đớn cái gì. Mà nó chưa bao giờ nó nói nó thèm ăn một cái gì mà nó xin ăn cái này nọ. Nó không bao giờ như vậy. Nó thì sao đặc biệt gì đâu á. Cứ niệm Phật suốt à. Nó cứ niệm Phật lúc nào vậy. Cứ là cầu sanh cực lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cứ có nhiều đó, không biết thêm một cái gì. Cuối cùng cuộc đời ra đi gì, tự tại gì đó. Cái thù thắng cỡ này đó. Nên nãy gặp Hòa Thượng cũng nói một câu công nhận. Hòa Thượng nói nè, rõ ràng cái đạo tràng niệm Phật này là họ nương về mặt tâm linh nhiều. Chứ nếu như cái đạo tràng niệm Phật này mà họ không nương vào mặt tâm linh, tin Phật Di Đà, thì nếu mà mấy bà già này bà đòi bệnh hoạn uống thuốc men, làm sao ai lo nổi. Mà những đứa cũng công nhận là lo không được. Mà công nhận là chùa mình được gầy dựng về cái tính nguyện. Nên những đứa nói cái buổi giảng này những đứa cũng có bỏ được các cụ ơi. Tại vì những đứa nhắc các cụ làm cho các cụ tăng tính tâm lên các cụ ơi. Bỏ bê các cụ là các cụ yếu lên cái tâm lại liền đó. Nên động viên các cụ là tăng tính tâm lên các cụ à. Rõ ràng Hòa Thượng cũng nói ra các cụ tin Phật nương vào mặt tâm linh. Nên chúng chùa mình đông gì mà lo được là nhờ tin Phật nương mặt tâm linh nên các cụ khỏe. Hòa Thượng còn công nhận là các cụ lớn tuổi mà rất khỏe là nhờ các cụ tin Phật nương vào mặt tâm linh. Rõ ràng 100% luôn. Ba điểm chùa quá trời người già đông luôn. Nhưng mà người già nào cũng nhớ Phật niệm Phật. Các cụ à, công phu xong bước ra ngoài cứ cầm máy bấm số. Máy bấm số này rất là hay. Các cụ cứ mót đi. Ai với Đà Phật bấm. Ai với Đà Phật bấm. Còn buổi sáng quét xung quanh chùa lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật. Bắt cái điệu hộ niệm lúc nào cũng đeo. Chỉ có vô nhà vệ sinh tắt. Nhớ. Vô nhà vệ sinh tắt. Bước ra bật liền đeo cái máy niệm Phật để trong người. Lúc nào cũng nghe câu Phật hiệu thành thói quen. Rồi lúc nào ngồi tắt cái máy niệm Phật bấm số niệm Phật. Tối quý thầy quý chú đi ghi. Siêng năng ghi cho các cụ đi. Nếu như các cụ mà chăng thật mà nương Phật nó nghe các cụ, không có một cái gì mà các cụ không vượt qua chứ. Các cụ à, những đức làm bao nhiêu chuyện mà được là nhờ những đức siêng niệm Phật lắm. Mỗi một buổi giảng như đức trước khi qua giảng toàn là niệm Phật lễ Phật. Có nhiều anh em lên thấy rõ ràng những đức đang lễ Phật. Lễ Phật xong mới qua giảng. Đây là 100% luôn. Các cụ coi 3 ngày chùa mình tổ chức. Cái bữa ở đây tắm Phật bằng ngày mưa, tối tắm Phật không mưa. Thấy rõ ràng không? Phật gia hộ không? Qua bên đại Tùng Lâm vỏn vẹn trong chánh điện vạn Phật thì quá lớn, đầy đủ ngồi được. Thì cả ngày đó mưa, tối mưa luôn, vì người ta tu trong chánh điện được. 2 ngày qua bên hộ pháp. Qua bên hộ pháp thì sao? Thì cả ngày không mưa, vì đông quá mà mưa thì sao người ta tu đấy. Cả ngày không mưa, tối không mưa, nhưng chuyển qua hướng Đồng Nai mưa ngập đường. Thấy không? Thấy rõ ràng cảm ứng không? Cảm ứng đó. Mình làm việc Phật pháp thấy rõ ràng chưa? Làm việc Phật pháp có Phật gia hộ. Và thượng này kể nói đổ bê tông ở bên cái chỗ trường Phật học Tăng Sinh, đổ quá trời nhiều, quá trời nhiều luôn. Mà bữa đó trời dằn dũ mưa quá trời mưa luôn. Mà gần gần khu vực này mưa chứ. Riêng ngay chân chỗ đó không mưa. Riêng chỗ đó không mưa. Mưa nó trôi hết làm sao? Bây giờ cái tâm của Hòa Thượng ngày đổ nền cho sạch sẽ cho người ta đi. Mà đổ vô đó bao nhiêu tiền bạc mà bây giờ mưa cái nó trôi sạch nhất hết. Không mưa. Nó rõ ràng có cảm ứng không? Nên mình làm việc cho Phật Bồ Tát á, Long Thần Hộ Pháp cũng gia hộ cho mình. Mình làm việc cho Phật Bồ Tát, mình làm lợi ích cho chúng sanh, Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Cõi trời cũng gia hộ, gần nhất là cõi trời gia hộ. Nếu bây giờ mà mình làm nghịch lại, cõi trời không gia hộ. Mình mỗi lần tổ chức cái gì mưa ầm ầm sao mình tổ chức đây. Rồi chuyến này tháng 6 lễ Quan Âm 4 ngày nè. Mà năm nay mưa trễ nè, có chừng tháng 6 mưa nhiều nè.
Nó bây giờ 4 ngày mình tổ chức mà số lượng người về rất đông, năm nay rất là đông. Những đức đặt 20.000 cái máy niệm Phật. Kỳ này những đức thay đổi điệu niệm Phật lại. Trong đó có 3 buổi chia sẻ Phật pháp ngắn. Nhắc gì vô thường không? Để trong cái máy niệm Phật có pháp luôn. Tại vì nhiều điệu niệm Phật mà ta đâu dùng hết. Giờ cắt gọt mấy điệu niệm Phật bớt lại, đưa 3 bài pháp vô, cố định quan trọng cho người ta nghe. Ai nghe cũng được lợi ích. Đó, nên từ nơi đó mà làm cái máy niệm Phật. Đặt 20.000 cái máy niệm Phật. 4 ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát. Thì bữa cuối cùng tặng, điểm chùa nào cũng lại 2.000 lại. Thì điểm chùa nào cũng là bữa cuối cùng tặng, các cụ cũng đều có hết. Rồi những đức bây giờ đang chia sẻ Phật pháp, toàn là tín nguyện, gầy dựng tín nguyện không. Rồi khi mà được khoảng gần 200 bài, những đức sẽ làm một cái máy nghe pháp tặng cho cả chúng chùa, ai cũng có một cái. Cốt lõi chính nhất, nó không có dính những buổi mà chủ nhật đồ vô nhiều nữa. Cốt lõi chính, chính cho mình nghe luôn, để cái gầy dựng xuyên suốt thế giới cực lạc mà nghe pháp mỗi ngày. Gió thổi cũng thiết pháp, nước chảy cũng thiết pháp, nhìn vào gốc cây cũng thấy thiết pháp. Còn Đức Thế Tôn khi còn tại thế, 6 thời thiết pháp. Mình ở cõi này nó loạn tâm cỡ này mà không nhắc nhở mình là thối tâm, rất dễ thối tâm. Chúc đại chúng an lạc nha. Ai vô đây rồi? Nguyện đem công đức này về công tất cả tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.